Rồi cái muốn chụp riêng với ba không? Bỏ sắc này nhấn giữ luôn mà nó cũng bấm cái ông tắm rồi vậy. Nhấn giữ luôn mà nó bấm liên tục coi vô. Vũ, giữ cái tiền cho cô cái gì hay coi. Vũ ơi. Dạ. Rồi. Dọc đèn nó chỉ bấm thêm nữa được chứ. Tặng quà thôi. Bấm rồi bấm thêm lần nữa thì nó mới được chứ bấm. Rồi ba với lại chị hai nhìn vô máy này nha. Rồi cậu Tư chụm đấm với cậu Tư. Nhìn đây nè cậu. Có liên nước cho ba chưa trên? Có. Thì là chăm sóc riêng cho ba nha. Ba mà nhanh lên là đưa này. Mà nghĩ cái áo đen nó ướt không ấy. Sợ nó nóng. Chỉ gì tránh là ba. Cái gì á? Thêm hai cái luôn nha, được. Rồi cho mình nghe. Mặt nó mới, mặt nó mạnh hơn. Hai cái luôn. Để gốc đơn giản luôn. Ngộ ra. Ở đây mưa rồi, nó mát. Anh chính hơn thằng mưa quá trời. Đúng rồi, nãy thấy trời ui á. Giờ sao vô thấy. Chưa làm lại, đây là. Anh Chính chụp cho ba tấm hình luôn, chơi. Vô thẳng vô, chụp hình luôn. Vũ đâu phải đứng đó. Hồi nãy là thấy bài bàn nhiều vậy nè. Nó hỏi này có ai? Ba đó, thấy bài bàn gì nói đây có ai nói thì cháu của ba nó có trong Phước Lai không? Bà Lâm hỏi nha. Ờ, trong Phước Lai không? Ờ. Rồi quay hả? Có quay, có thể quay tư liệu chút xíu được. Để Dung vô đây. Mọi người không quay vô luôn. Vô luôn đi. Cái chuẩn bị này cũng hay. Dung vô đây. Cũng thoải mái đi, đừng có tiết kiệm. Đúng rồi. Rồi, để Dung vô đây. Trần nó hơi cứng, có thể nó hơi bị giật máy. Như là con nói cầu thiện nhớ không làm được quá gì. Rõ chưa? Còn là cái này. Này. Nó là đúng rồi, nó không có trơn. Nó không trơn là lý do là sao ta? Anh Chính hỏi cái cây này đâu phải cây cùi dũng nha. Cây cùi dũng nha. Anh không nguy hiểm lắm. Con nên cầm bằng cái này đó. Dễ cầm lên đâu, bảy giấy mà lên đâu. Chơi rất giàu. Chính là sao rồi? Nhẹ. Ông chưa chụp cho ba xong chưa, còn ai nữa không? Giữ đi. Tưởng là còn nằm đó. Đi dạy chút 10 giờ mới về. 10 giờ chạy dạy, dạy 10 giờ mới ra được, qua đợi chút xíu đi. Dũng ơi. Gì chứ? Để chút đi. Mưa hả? Mưa đập mưa. Chị gái ra, chị gái rồi đẹp. Thấy đứng rồi, có không? Rồi mời cả nhà chuẩn bị nha. Lên. Kêu mấy cả nhà lên. Chuẩn bị bên chú Bảy tới rồi. Chờ chú Bảy tới là xong đó. Mở ra luôn. Mở cho mấy hai đứa. Rồi đây có ông Tư ra đây hả? Đứng ra.
đang quay rồi. Thiếu 8 nè, mời lên hết nha. Chụp hình quay phim chuẩn bị bắt đầu. Hai người ta đứng chờ chị Phan Hảo để tập hợp lại đi, phát chung cho mỗi người hát chung tại số tờ của mình. Đưa ban tờ cho ba ca chung. Rồi mời vô nha. Mời anh Chính, mời Thiện ơi, mời anh Chính với là mời Dương Tư. Rồi vô bắt đầu. Trưởng ban nhân nghệ đâu, cô Tư đâu? Cô Thanh Tươi vô bắt nhộn giùm coi. Rồi tập trung vô một cái micro rồi. Rồi mượn được không mượn được. Rồi đứng đứng xung quanh đây. Dạ. Rồi mời mấy anh chị với lại trong gia đình cùng đứng quanh ba, chúng ta bắt đầu. Dựng Tư ơi, Dựng Tư đứng đây, vô đây. Mẹ hả? Bình nhân gặp quý quá. Anh Sáu vô đây ngồi cho mẹ nè, anh Sáu. Anh Sáu đâu rồi? Anh Sáu ngồi kế ba cho mẹ. Anh Sáu qua chú ba đi, anh Sáu. Anh Sáu ngồi đây ngồi anh Sáu, tại vì mẹ ngồi cho mẹ đứng sau mà. À, chút nữa kết thúc cái lễ đó là mình sẽ đứng lại hết, chụp tấm hình toàn bộ tất cả luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đứng lại ha, đủ chưa? Rồi mời vô cái nhóm của cô Dượng Thiếm Tám nè, Thiếm Tám Hùng nè, đủ chưa? Qua đây hết. Chị Hảo phát cho mỗi group một tờ đi. Rồi. Chưa, học ca kết. Rồi bắt đầu nha. Có thu đó. Có thu ban đàng hoàng ráng hát cho hay nha. Con vô sao quay được mấy người luôn rồi con. Rồi, bên đây nữa rồi đấy. Con làm sao mà con quay được mấy người luôn. Thì phải đứng xa rồi. Rồi bắt đầu ha. Chị Hảo, đưa ra cho anh Mai với Dũng tờ. Chị Mai qua đây đứng cho mát nè. Chị Mai Dũng qua đây anh Dũng qua đây, chị Mai ngồi đây. Trưởng Nam là được ưu tiên. Chị Mai Dũng ngồi đây đi, khỏe, ngồi đây ngồi vô luôn.